Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Viêm phổi Vũ Hán, đòn đo ván từ Trung Quốc nhắm vào Mỹ và Tây Âu. Cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc đã phơi bày những điểm yếu của phương Tây. Đó là một châu Âu thụ động hay một siêu cường Mỹ đầy lỗ hổng trong hệ thống y tế. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, Trung Quốc chính thức công bố với Tổ chức Y tế Thế giới về trường hợp mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán đầu tiên. Là nơi khởi phát dịch bệnh, Trung Quốc trở thành ổ dịch đầu tiên và lớn nhất trên thế giới. Nhưng chỉ hơn 2 tháng rưỡi sau đó, quy mô viêm phổi Vũ Hán ở châu Âu hiện đã vượt qua Trung Quốc cả về số người nhiễm và người chết. Đây là hình ảnh Chủ tịch Hội đồng châu Âu Michel, cao ủy phụ trách về ngoại giao và an ninh Borrell đã dự họp qua video với các nhà lãnh đạo ở châu Âu tại Bruxelles, Bỉ vào ngày 10 tháng 3 năm 2020. Tính đến ngày 6 tháng 3 năm 2020, số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán được ghi nhận tại các quốc gia thành viên của Liên hiệp châu Âu là hơn 5.500 ca. Đây cũng là thời điểm các bộ trưởng y tế của châu Âu tổ chức cuộc họp khẩn cấp đầu tiên để bàn cách ứng phó với viêm phổi Vũ Hán. Trước cuộc họp khẩn cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế châu Âu này, các nhà quan sát cho rằng châu Âu chưa có những biện pháp mạnh mẽ, cụ thể, cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh và chưa chuẩn bị thích đáng để ứng phó với dịch bệnh. Sau đó, những cột mốc đáng lo cứ lần lượt xuất hiện. Vào thứ Tư ngày 18 tháng 3, châu Âu ghi nhận số ca nhiễm tử vong do cúm viêm phổi Vũ Hán nhiều hơn cả Trung Quốc. Vào thứ Năm ngày 19 tháng 3, một mình nước Ý đã vượt qua Trung Quốc về số ca tử vong. Trong khi ở Trung Quốc, nơi khởi nguồn của dịch bệnh đã cơ bản kiểm soát được tình hình, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, thì các con số ở châu Âu cứ tăng lên từng ngày và đỉnh dịch hay thời điểm tồi tệ nhất vẫn đang còn ở phía trước. Và lý giải về sự bùng phát mạnh mẽ ở châu Âu, các nhà khoa học đưa ra các nguyên nhân khách quan đến từ đặc điểm khí hậu hay cơ cấu dân số và cả những nguyên nhân chủ quan như sự ứng phó chậm chạp và dịch bệnh của lục địa già này. Đây hình ảnh khu vực Hiệp ước Schengen cho phép đi lại tự do tại 26 quốc gia châu Âu. Thứ nhất, châu Âu là nơi có khí hậu lạnh, mà khí hậu lạnh lại rất thích hợp với sự phát triển của viêm phổi Vũ Hán. Thứ hai, so với các nước ở châu Á, các nước ở phương Tây nhìn chung dân số già hóa, tỷ lệ người già cao, mà qua thống kê các ca nhiễm bệnh tử vong chiếm tỷ lệ lớn là người già. Thứ ba, hệ thống y tế công cộng ở một số nước châu Âu như Ý, Pháp đã vấp phải sự quá tải, thiếu thốn về nhân lực, tài lực và các thiết bị. Thứ tư là tâm lý chủ quan khinh suất của châu Âu rất lớn. Lãnh đạo các nước châu Âu cho rằng dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán chỉ là cúm mùa, thể nặng, đã gây tử vong cho nhiều người dân châu Âu trong nhiều năm qua. Và tiếp tục là thứ năm, Hiệp ước đi lại tự do, tức là Hiệp ước Schengen của châu Âu cho phép người dân ở các nước trong Liên minh châu Âu được đi lại tự do, cư trú và viêm phổi Vũ Hán là loại bệnh truyền nhiễm, dễ lây lan do tiếp xúc thông thường này. Thứ sáu là châu Âu luôn đề cao quyền riêng tư và tự do cá nhân. Do vậy, châu Âu sẽ rất khó có những hành động quyết liệt trong việc chống lại sự lây lan của dịch bệnh, bởi vì biện pháp chống dịch được thực hiện sẽ hạn chế tự do cá nhân của người dân châu Âu. Thứ bảy, các nước châu Âu dường như chú trọng vào các yếu tố kinh tế và chính trị nhiều hơn. Họ lo ngại nếu mạnh tay chống dịch sẽ làm tổn thương đến kinh tế và động chạm đến các vấn đề chính trị nhạy cảm. Và dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán nổ ra cho thấy rõ sự thiếu khả năng chuẩn bị đề phòng của châu lục già này từ nhân sự, trang thiết bị cho đến cả về mặt chiến lược lâu dài. Đây là hình ảnh quang cảnh vắng lặng khác thường tại Ý, một trong những quốc gia ở châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra. Trong bối cảnh Trung Quốc dường như đang khống chế và tiến tới dập tắt được dịch bệnh trong nước nhờ vào những biện pháp nghiêm ngặt mà chỉ có một chế độ độc tài toàn trị mới làm được. Sau đó, nước này mở một chiến dịch mạnh thường quân giúp đỡ cả thế giới, từ siêu cường của thế giới là Mỹ đến những nước nghèo ở châu Phi, từ nước có chế độ độc tài giống như Trung Quốc đến chế độ dân chủ ở phương Tây. Châu Âu cho đó là sự tuyên truyền của hình ảnh Trung Quốc, nhưng thực chất Trung Quốc làm vậy để giúp chính mình chứ không phải giúp thế giới. Ông Pascal, chuyên gia địa chính trị Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Pháp, có quan điểm cho rằng châu Âu trước hết phải tự trách mình, và ông nói như sau. Đương nhiên là Trung Quốc bảo vệ lợi ích quốc gia của mình,
ai cũng có thể phê phán Trung Quốc, nước nào cũng có điều làm điều đó. Châu Âu cũng vậy, còn nếu châu Âu không làm thì chỉ nên tự trách lấy mình và đừng chỉ trích Trung Quốc đã làm như thế. Quả thật khi Trung Quốc đến hỗ trợ các nước khác, cũng là nước này tự giúp mình bởi vì Trung Quốc cần các nước khác tái khởi động nền kinh tế của họ, do Trung Quốc cũng phụ thuộc vào thị trường bên ngoài. Thế nên, thay vì chỉ tập trung và chỉ trích những điều mà tôi cho là vô bổ hay là về hệ tư tưởng của Trung Quốc, phương Tây nên nhìn thẳng vào sự việc. Ông cho rằng đã đến lúc châu Âu nên xắn tay áo lên, gánh lấy trách nhiệm và bảo vệ lợi ích của chính mình. Cần bảo vệ và vạch ra một chính sách chung mà hiện nay chưa hề có. Bất luận thế nào, châu Âu chớ nên trách Trung Quốc là đang bảo vệ lợi ích của họ, nếu như chính bản thân châu Âu không có khả năng bảo vệ lấy chính mình. Vào cuối tháng 3, tâm dịch đã chuyển từ châu Âu sang bên kia đại dương, đó là nước Mỹ. Đây là hình ảnh mật độ ca nhiễm tại các địa phương trên toàn nước Mỹ cho thấy các bang phía đông bắc, trong đó có điểm là New York, đang bùng phát đại dịch nghiêm trọng nhất từ hồi cuối tháng 3. Ngày 26 tháng 3 năm 2020, đánh dấu một cột mốc không vui vẻ gì cho người Mỹ khi chính thức trở thành nước có nhiều ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán nhất thế giới. Hồi nửa đầu tháng 2, dịch bệnh ở Trung Quốc chạm mốc 80.000 ca và bắt đầu bùng phát tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Ý. Thời điểm đó, nước Mỹ trên bề mặt có vẻ vẫn yên ắng. Tính đến ngày 20 tháng 2, Mỹ chỉ ghi nhận 15 ca dương tính và toàn bộ đều liên quan đến đi lại ở nước ngoài. Rồi giới chức Mỹ bắt đầu tiến hành xét nghiệm một cách nghiêm túc, số ca nhiễm cứ thế tăng lên mỗi ngày. Vào ngày 1 tháng 3, Mỹ ghi nhận 75 ca nhiễm. Khoảng 6 ngày sau đó, con số này tăng lên 435 ca. Vào ngày 14 tháng 3 là 2.770 ca. Ngày 21 tháng 3 đã lên tới 24.192 ca. Bệnh nhân đã được xác nhận là dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Vào ngày 26 tháng 3, nước này vượt Ý trở thành nước có nhiều ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán nhất thế giới và duy trì số 1 từ đó đến nay. Các quan chức y tế cộng đồng báo cáo rằng đỉnh điểm của sự bùng phát ở Mỹ vẫn chưa hiện hữu. Siêu cường thế giới vẫn chưa trải qua cơn ác mộng thực sự. Và khủng hoảng dịch tễ hiện nay cho thấy rất rõ khiếm khuyết về hệ thống y tế tại Mỹ. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời câu hỏi của đài FE. Cô Sandra, chuyên viên nghiên cứu về y tế và khoa học chính trị tại Đại học Michigan đã nói như sau. Khiếm khuyết của hệ thống y tế Mỹ có liên quan đến đặc tính rất phân cấp của hệ thống y tế tại đây. Ở nước này, các quyết định về y tế được đưa ra ở cấp độ bang hay địa phương, bởi vì mục đích chính là làm sao các quyết định đưa ra phải gần với nhu cầu của người dân. Cô nói thêm, khi không có các cuộc khủng hoảng có quy mô lớn, điều này có ý nghĩa. Nhưng trong cuộc đại dịch toàn cầu này, cần phải hợp nhất, phối hợp hài hòa đối phó cấp độ từng bang mà ở quy mô liên bang. Đó chính là những gì tài liệu hướng dẫn chuẩn bị nguy cơ đại dịch đề ra do chính quyền Obama đã từng soạn thảo. Thế nhưng, cách nay vài ngày, chúng tôi được biết là chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định cố tình lờ đi tập sách vốn khuyến nghị chính phủ liên bang nắm giữ một vai trò thống nhất, một vai trò tuyến đầu. Trong khi chính quyền của Donald Trump quyết định chọn thoái lưu ra khỏi việc quản lý các cuộc khủng hoảng trên bình diện y tế khi ưu tiên mảng kinh tế nhiều hơn, ông ấy đã ủy thác việc xử lý dịch bệnh cho các thống đốc và chính quyền địa phương vốn dĩ có những phản ứng ít nhiều gì cũng hung hăng hơn, duy ý chí và nhiều khiếm khuyết. Và chính quyền và chính phủ Hoa Kỳ đã thất bại trong việc duy trì đầy đủ kho dự trữ vật tư cần thiết để đối phó với đại dịch như thế này. Và sau đó lại chuyển động quá chậm khi bản chất của khủng hoảng hiện nay đang ngày càng trở nên rõ ràng và nguy hiểm đối với nước Mỹ. Đây là hình ảnh biểu tình của nhân viên y tế tại bệnh viện Mount Sinai đòi cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân để chăm sóc bệnh nhân tại New York vào ngày 3 tháng 4 năm 2020. Các bác sĩ và bệnh viện trên cả nước, nhưng đặc biệt là ở những khu vực phải chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, đang phải tranh giành các vật dụng y tế thiết yếu như mặt nạ, găng tay, áo choàng và quạt thông gió để giúp những người bị cúm tấn công và bảo vệ các chuyên gia y tế này. Việc thiếu nguồn cung cấp đầy đủ buộc nhân viên y tế phải sử dụng lại thiết bị vệ sinh hiện có hoặc tự tạo ra thiết bị tạm thời. Việc thiếu máy thở đã khiến các quan chức nhà nước lo ngại rằng họ sẽ sớm bị buộc phải thực hiện những biện pháp y tế
quyết định tại chỗ bệnh nhân nào nhận được sự hỗ trợ duy trì sự sống và bệnh nhân nào không. Levy, giáo sư chính sách và quản lý y tế Đại học George Washington đã nói như sau. Chúng ta đã mất nhiều tuần trong việc tăng cường năng lực sản xuất những thiết bị bảo hộ cá nhân và không bao giờ sử dụng đầy đủ thẩm quyền của chính phủ để đảm bảo rằng việc sản xuất đã diễn ra. Sự bất lực của chính phủ Hoa Kỳ trong việc không đẩy nhanh được việc xét nghiệm hàng loạt là một thất bại nghiêm trọng, từ đó các biến chứng tiếp theo tiếp diễn. Levy nói rằng trách nhiệm cho thấy thất bại này thuộc về chính quyền của Tổng thống Donald Trump, vốn coi thường các kế hoạch đối phó với đại dịch đã được thiết lập từ hơn một thập kỷ trước, trong nhiệm kỳ của Tổng thống George Bush, mà cũng không muốn đủ người để vận hành bộ máy y tế công cộng. Đại dịch cúm Vũ Hán đã cho thế giới thấy được nhiều điều vấn đề. Trên bình diện thông tin, vì có vẻ như nền độc tài đang giành được ưu thế hơn trong cuộc chiến đại dịch so với nền dân chủ phương Tây. Nhưng chế độ độc tài Trung Quốc luôn che đậy nhiều sự thật. Trung Quốc chỉ cho thế giới biết những gì có lợi cho hình ảnh của nước này. Phần chìm của tảng băng vẫn còn chưa được hé mở. Và cũng trong lúc này, phương Tây đang cùng với lúc phải vật lộn giữa việc ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán và duy trì những giá trị của nền dân chủ tự do. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán cho thấy những lợi nhuận thu được khi đầu tư từ phương Tây vào một nhà nước cộng sản độc tài như Trung Quốc, và với việc họ bỏ qua công ước căn bản của quyền con người cùng nhiều điều khoản an toàn và môi trường sống, thì các nước phương Tây giờ đây đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề ở mọi mặt, chưa biết đến khi nào mới hồi phục. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.